siêu shop đã trở lại các chị và các bạn đây, và các chị và các bạn đừng quên xem ba rất bất kỳ để mình cùng tham gia mini game. Câu hỏi cho mini game ngày hôm nay là cá gì sống ở sông mọi người nha, cá gì sống ở sông, một câu hỏi cực kỳ dễ phải không ạ? Và các chị và các bạn nào có đáp án trùng với đáp án của shop thì sẽ là chủ nhân của mini game trong ngày hôm nay, là được một phần quà bao gồm áo, một chiếc áo và một cái chân váy mọi người nha, một combo của shop luôn mọi người ơi. Rồi em đã thấy chị Simple nè, cá úc vẫn chưa phải là đáp án của em à. Rồi các chị và các bạn ơi, mình nhanh tay cầm ngay đáp án đi các chị và các bạn biết đáp án nha. Rồi các chị và các bạn, mình cứ comment xe ba rất bất kỳ, rồi mình comment bất kỳ đáp án nào các chị và các bạn cho là đúng, và biết đâu mình sẽ là chủ nhân của phần quà trong ngày hôm nay mọi người ơi. Rồi. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì sắp sâu vào buổi chiều mọi người nha. Hôm nay thì sắp không có sâu khuya đâu, hôm nay sâu sớm lắm, nên là mọi người tranh thủ vào xem và săn quà với shop nha. Xin chào các chị nào mới vào nha. Rồi ai thấy cái livestream này thì mình nhanh tay chia sẻ vào ba group, sau đó mình comment đáp án của mình nha. Xin chào Quỳnh Liên, xin chào Sam Hôn, xin chào Ngọc Mỹ, xin chào Tuyết Liên. Rồi nhanh tay và comment cái đáp án của mình nha, nhanh tay trả lời cho câu hỏi cái gì xong mới xong. Mình cũng gửi lời chúc may mắn đến các bạn đã mới vừa thi tốt nghiệp xong nha, chúc mừng các bạn đã thi xong và chúc các bạn sẽ có kết quả tốt nha. Rồi xin chào Nguyễn Loan, xin chào One On, xin chào mọi người. Ai vào rồi, ai thấy sắp rồi, nhanh tay chia sẻ giúp sắp ba rất, sau đó chúng ta comment đáp án nha. Rồi hôm nay thì sắp sẽ sâu rất là sớm, nên là chúng ta nhanh tay vào săn những combo siêu đẹp trong hôm nay, toàn là hàng mới về, và cùng nhau trở thành người may mắn cùng siêu shop để sở hữu một combo gồm áo và chân váy rất là xinh như hơn họa thủy đang mặc nha. Xin chào mọi người nha. Rồi xin chào các bạn và các chị ạ. Cá sông vẫn chưa chính xác mọi người ơi, mọi người các chị và các bạn, cá chuối, nhanh tay comment đáp án mình cho là đúng các chị và các bạn nha, mình nhanh tay comment đáp án mình cho là đúng. Và các chị và các bạn đừng quên share ba rất bất kỳ trước các chị và các bạn nha. Rồi ngon cá nục vẫn chưa đúng các chị và các bạn ơi, cá lăng vẫn chưa đúng ạ. Và các chị và các bạn ơi, một đáp án này rất là quen thuộc với mình luôn, một cái loài cá này rất là quen thuộc với mình ạ. Rồi các chị và các bạn, shop đã gửi đồ cho em chưa? Trời quá. Chị Linh Lolita ơi, em inbox cho shop để mình gửi mã hàng để cho em check ở bưu điện nha, hoặc là chị sẽ check bưu điện giúp em nha. Rồi cá dê vẫn chưa đúng nha, cá trâu vẫn chưa đúng nè, cá sông vẫn chưa đúng mọi người ơi. Cá gì đây các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment cho em để các chị và các bạn, để các chị và các bạn biết đáp án nha. Rồi cá bát kinh vẫn chưa phải nha. Rồi cá rô vẫn chưa phải các chị và các bạn ơi, cá rô mình vẫn chưa phải nha. Rồi cá gì sống ở sông đây các chị và các bạn ơi, rồi cá gì sống ở sông đây. Rồi cá sông vẫn chưa phải nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào biết thì mình nhanh tay comment cho em đáp án đi mọi người ơi, biết đâu mình sẽ là người chiến thắng của mini game trong ngày hôm nay các chị và các bạn ơi. Cá sông, cá diêu hồng vẫn chưa đúng nha. Cá sống ở sông là cá gì đây các chị ơi, rất nhiều loại cá và mình thử comment một loại cá bất kỳ mà mình nghĩ là chính xác đúng với đáp án của shop, thử biết đâu mình sẽ là người may mắn. Ok, cá nước ngọt vẫn chưa phải các chị và các bạn, cá tra vẫn chưa phải, cá lông kiến vẫn chưa phải nha. Đúng rồi mọi người, đi theo hướng đó là đúng nha. Mọi người hãy suy nghĩ đến cái con cá nước ngọt nha. Mọi người suy nghĩ hàng ngày mình ăn những cá gì. Rất là nhiều loại cá sông, nhưng mà thường thì rất là nhiều loại cá biển, nhưng cá sông thì không có nhiều đâu. Mọi người chỉ cần suy nghĩ ra những con cá đơn giản mà mình biết là nó sống ở nước ngọt, đó là sống ở sông, thì nhanh tay comment nha. Cá Ries là cái gì ra chưa phải nè, cá sống chưa phải, cá sặc chưa phải mọi người nha. Cá lòng tông đó cũng chưa phải, nhưng mà gần đúng rồi mọi người. Suy nghĩ theo cái hướng đó, cá gì sống ở sông nha mọi người nha. Nhanh tay trả lời cho câu hỏi cá gì sống ở sông nha. Và kết thúc mini game này, mình sẽ cùng nhau đến với chương trình săn combo 99.000 nha. Mỗi combo sẽ có giá 99.000 khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ nha. Đừng bỏ qua cái livestream này nha. Livestream mà cái khung giờ đặc biệt thì thường lên những set đồ toàn là đồ đặc biệt không thôi. Nên là bạn nào chị nào xem cái livestream này sẽ cực kỳ là may mắn, và sẽ mình cứ ngồi mình săn là sẽ được rất là nhiều set đồ đẹp trong cái buổi chiều hôm nay nha. Ok, cá diêu hồng gần đúng rồi, cá linh chưa phải nha, cá chim chưa phải mọi người nha, cá chốt chưa phải, cố lên mọi người, kéo lên view nào, 100 view sắp gợi ý mọi người nha, 30 view nào sắp gợi ý nào mọi người ơi.
30 view nữa sắp đẹp sẽ được gợi ý đáp án cho mọi người nha. 30 view nữa mình sẽ gợi ý đáp án cho mọi người. Và các chị và các bạn ơi, nhanh tay kéo view lên mọi người ơi, kéo view lên. Sau đó sắp sẽ gợi ý cho mọi người luôn nè. Cùng vào tham gia mini game chung với shop để mình cùng săn một cái set cực kỳ xinh như hôm đang mặc các chị và các bạn nha. Nguyên một chiếc áo hoặc một cái chân váy bất kỳ shop sẽ gửi tặng cho mọi người nha. Rồi đọc đáp án đó. Rồi cả chốt, cả lóc vẫn chưa phải nha. Cả xong chưa phải các chị và các bạn ơi, cả lóc vẫn chưa phải nha. Rồi cả sặc vẫn chưa phải à. Cả chết vẫn chưa phải à. Rồi cả sặc vẫn chưa phải các chị và các bạn nha. Rồi cả nước ngọt vẫn chưa phải nha. Cả gì đây các chị và các bạn ơi? Rồi cả gì mà các chị và các bạn nghĩ là sống ở sông mà có thể trùng với đáp án của shop à? Cả sợi cơ, cả sỏi cơ chưa đúng các chị và các bạn nha. Cả chiếc vẫn chưa đúng, cả chấm chưa đúng, cả chăm sông chưa đúng nha. Cả diêu hồng chưa đúng, cả kiển chưa đúng nha. Cả sống chưa đúng mọi người ơi. À, mình gợi ý đây là loài cá rất là gần gũi với cuộc sống của mình. Cả quả vẫn chưa đúng nha, cả chuối vẫn chưa đúng nè. Rồi cả gì đây, cả nước lợ, cả mè, cả độ vẫn chưa đúng. Cả độ không thấu ở sông mọi người nha. Cả nốt vẫn chưa đúng, cả chết sông, cả sông chưa đúng mọi người ơi. Cả cờ vẫn chưa đúng mà, vẫn chưa đúng các chị và các bạn ơi. 200 view em bắt đầu gợi ý cho mọi người nha. Cá ngừa chưa đúng nè. Rồi cả chích chưa đúng nha. Cả rô đi chưa đúng nha. Cả lóc chưa đúng nha, cả lóc chưa đúng mọi người nha. À, cả rô phi chưa đúng nha. À, Đoàn Ngọc Tiết Vân ơi, mình chỉ được comment một đáp án bất kỳ thôi à. Cả ngừa vẫn chưa đúng nè, cả thắt lát chưa đúng, cả tre chưa đúng, cả leo chưa đúng nha. Mọi người ơi, áo chấm bi đỏ bạn đang mặc bao nhiêu thế, một xíu nữa mình sẽ gửi cho mọi người. À, mình tiết lộ cho mọi người là một xíu nữa mình sẽ cùng nhau sang chương trình combo 99.000 và combo mình đang mặc bao gồm áo và chân váy cũng nằm trong chương trình đó mọi người nha. Đúng rồi mọi người, sau mini game này chúng ta sẽ đến với chương trình mỗi bộ sẽ bán giá 99.000, áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ nha mọi người nha. 99.000 một bộ khi áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong line. Nếu chỉ mua một bộ thôi giá là 129.000 các chị và các bạn nha. Rồi bây giờ mọi người nha, gợi ý là chỉ có một từ thôi, sắp sẽ bắt đầu lật đáp án đây, chỉ có một từ thôi. Cá gì và điền một từ thôi mọi người, cá gì một từ thôi, rất là dễ nha. Cái gì một từ thôi. Rồi sắp lật đáp án này, nhanh tay mọi người nhớ chia sẻ ba rất một lần trên trang cá nhân nha. Và nhớ chia sẻ xong, chia sẻ xong thì nhớ chụp màn hình. Sorry, mình chia sẻ cái group nào mình nhớ chụp lại nha. Sau khi mà mình trúng giải mình nhớ inbox cho shop ba cái group mình chụp nha. Thì shop sẽ gửi quà cho mình nha mọi người nha. Rồi xong chưa, cái chết chưa phải là có một từ thôi nha. Cái chết có một phải. Từ thôi các chị và các bạn nha. Cái nục chưa phải. Dạ ok chị Hương Lan nha, một tí nữa em sẽ bán luôn nha. Ok em rút cho chị trước nha. 99.000 nếu chọn hai bộ bất kỳ nha thật tốt ra. Nếu mà mình lấy một bộ thôi giá là 129.000 nha. 99.000 một bộ khi mua hai bộ bất kỳ nha. Các chị và các bạn ơi, mình chuẩn bị đến với chương trình săn combo các chị và các bạn nha. Có màu đỏ tối các chị và các bạn ơi, cả quả vẫn chưa đúng, cả sông chưa đúng, cả lóc chưa đúng, vẫn chưa đúng, vẫn chưa đúng. Áo chấm bi đỏ có màu trắng không bạn? Áo này không có màu khác các chị và các bạn nha. Chỉ có màu đỏ thôi nha. Một xíu nữa các chị và các bạn cùng nhau ở lại săn chương trình combo 99.000 sau chương trình mini game này các chị và các bạn nha. Và em chuẩn bị lật đáp án rồi các chị và các bạn nha. Em sẽ lật đáp án này mọi người ơi. Chia sẻ ba group và một lần trên trang cá nhân, sau đó nhớ là lưu lại group mình đã chia sẻ nha. Và bây giờ sắp sẽ lật đáp án, lật là sẽ đảm bảo gì? Ra đáp án liền thôi. Rồi cá nha, sắp sẽ lật cái từ đầu tiên này. Sắp sẽ lật cái từ đầu tiên luôn, đảm bảo là sẽ rất là nhiều chị biết luôn. Rồi cá gì đây mọi người ơi, cá gì đây thông cảm giúp chị. Rồi cá gì có chữ H mọi người ơi, cá gì ở sống ở sông nha. Cho mọi người Google luôn mọi người ơi, cho mọi người Google luôn là ra đáp án Google đi. Cá H là cái gì, nhanh tay cá H mọi người ơi, cá H là cái gì, cái dê chưa phải, cá rua chưa phải, nhanh tay nha. Và sau mini game này chúng ta đến với chương trình săn combo 99.000 nha. Tức là nếu mình mua một bộ thì giá là 129.000, còn nếu mà mình lấy hai bộ bất kỳ giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha. Rồi nếu mình lấy một bộ thôi giá là 129.000, còn từ đây đến cuối livestream mình chọn được hai bộ bất kỳ thì giá mỗi bộ là 99.000. Cá hồi chưa phải mọi người, cá hình chưa phải, cố lên. Cá H là cái gì, chữ H là chữ rất là dễ luôn. Cá gì mọi người ơi, cá này cho mọi người xịt Google luôn. Cá hiều chưa phải, cá heo chưa phải, cố lên. Cá H cố lên. Cá hồi chưa phải, Diễm Hương. Cá hồng chưa phải, cố lên mọi người. Sống ở nước ngọt mọi người nha,
sorry sống ở sông nha. Rồi cá heo chưa phải, cá hồi chưa phải, cố gắng lên tìm cá khác đi mọi người. Cá gì mọi người? Cá hấp là cá gì đây mọi người ơi? Và gợi ý đáp án là cá này ăn được mọi người ơi. Cá này ăn được nha. Cá này ăn được mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, mình gợi ý đáp án cho các chị và các bạn rồi. Rất là dễ, chỉ còn một chữ nữa thôi. Cái từ này còn có hai chữ thôi các chị và các đúng bạn rồi. Ơi, nhanh tay sang combo này nào mọi người ơi. Và sau cái mini game này kết thúc á, thì chúng ta cùng nhau đến với chương trình là bán combo 99.000. Một bộ sẽ có giá là 129.000. Còn từ đây đến cuối live, chị nào chọn hai bộ bất kỳ, giá mỗi bộ sẽ là 99.000 một bộ nha. Cái gì đây? Cá hồng chứ phải, đồ sắp lật thiết rồi. Ủa lật là đây luôn rồi. Mọi người từ nãy hai từ tôi hắc với chữ gì điền đi. Hắc với chữ gì điền đi, có một từ thôi. Có một bạn gần chính xác rồi nha. Gần chính xác rồi mọi người ơi. Cái gì đây? Cái gì có chữ hắc và một cái chữ nữa thôi. Một từ một cái chữ nữa thôi. Cá hy không phải. Cố lên, cá hồi không phải, một từ thôi mọi người. Cá hư, gần đúng rồi, cố lên, gần đúng rồi. Cái gì mà cá ho, gần đúng rồi. Đó, điền chữ cá vô, cá hô. Rồi. Xin chúc mừng bạn Trần Cẩm Nhi với đáp án cá hô. Bạn đã là chủ nhân của mini game trong ngày hôm nay nha. Trần Cẩm Nhi inbox địa chỉ và số điện thoại giúp mình nha. Cá hô các chị và các bạn ơi. Rồi, bây giờ em sẽ đến với chương trình săn combo 99.000, cực kỳ xinh và áp dụng khi các chị mua hai combo bất kỳ trong live ạ. Đúng rồi. Mỗi combo sẽ có giá 99.000. Rồi các chị và các bạn nào săn thì mình nhanh tay săn liền nha. Và em sẽ diễn tả một chút về cái combo em đang mặc đây mọi người ơi. Một combo áo đỏ chấm bi trắng. Và các chị ơi, nhún ở ngực rất là đẹp nha. Nhún ở ngực và nhún ở tay rất là xinh. Mặc lên rất là dễ tôn dáng các chị và các bạn. Có bo chung ở eo giúp cho mình tôn vòng hai cực kỳ luôn các chị và các bạn nha. Đúng rồi. Bo chung ở eo thì rất là tôn vòng hai. Và đi kèm với đó là một cái chân váy rất là xinh. Một cái chân váy rất là xinh. Và các chị và các bạn ơi, Cái chân váy này các chị và các bạn rất dễ thích đồ luôn ạ. Và các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt giúp em ạ. Mình nhanh tay chốt giúp em nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt cho em mã số là C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Mọi người ơi, Nguyên một combo bao gồm áo và chân váy chỉ 99.000. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live các chị và các bạn nha. Đúng rồi, rồi mọi người nha. Nếu mình chỉ mua một bộ là 129.000, còn từ đây đến cuối live mình lấy hai bộ bất kỳ giá là 99.000 mỗi bộ nha. Rồi C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. 99.000 gồm váy và áo luôn nha, shop không bán rời nha. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ liền giúp shop nha. Chúc cho Yến Cao C1 ok nha. Chúc cho chị Hương Lan C1 comment địa chỉ giúp shop nha. Yến Cao comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Phạm Thanh Thanh C1 comment địa chỉ giúp shop nha. Nón trái cây 99.000 luôn nha, Thi Hồ nha. Đó, bộ này 99.000, nhanh tay comment giúp shop C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Để sở hữu combo này 99.000 nha. Ship 30 hoặc 35.000 nha Hồng Thắm nha. Ship đi tỉnh là 30 hoặc 35.000 thôi nha. Nói chung ship rất là rẻ, mọi người đừng lo nha. Rồi nhanh tay comment C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chúc các chị Hoa Lê Thị C1 ok chị nha. Chị comment địa chỉ giúp shop nha. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu áo và váy như thế này 99.000 khi chúng ta chọn hai bộ bất kỳ trong live nha. Nếu mà kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Rồi C1 nhanh tay nha. Chúc các chị Dương Châu Lâm C1 comment địa chỉ giúp shop luôn nha chị nha. Các chị comment theo mã hàng là C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Tại vì hàng rất là nhiều nên là hãy comment giúp shop địa chỉ luôn để shop gửi hàng cho nhanh nhất nha mọi người nha. Chứ không là bị chậm hàng đâu. Rồi C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc các chị Ngọc Bích C1 ok chị Ngọc Bích comment địa chỉ luôn giúp shop nha. Chúc cho Kim Liên C1 ok Kim Liên comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Nguyễn Ngọc Hà C1 comment địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay đi các chị ơi. Dung Lê ơi comment giúp shop. Chị Dung Lê ơi comment C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho chị Dung Lê C1 comment số điện thoại kèm địa chỉ luôn chị Dung Lê nha. Rồi chị nào comment C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nó nhanh tay nha. Mã này quá hot. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Mình mặc cái áo với cái váy như thế này. Các chị và các bạn ơi, 99.000 mỗi combo thôi các chị và các bạn nha. 99.000 mỗi combo áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live này thôi các chị và các bạn. Nhanh tay comment cho em C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Và chỉ khi trong live thì mình mới có giá chốt này thôi các chị và các bạn nha. Rồi C1 kèm số
điện thoại cho em địa chỉ ạ. Ok, chúc cho Ellie Nhi Nguyễn C1 comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho chị Dung Lê C1 ok comment địa chỉ giúp sắp nha. Mọi người C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nếu không có địa chỉ thì sắp không gửi được. Mọi người comment luôn giúp sắp địa chỉ nha. Cái mà xem sắp mưa rồi mà kẻ nhà xem sắp like. Mưa rồi ở nhà xem sắp like. Đúng rồi, mưa rồi thì ở nhà nằm nằm xem livestream của shop mọi người nha. Rồi C1 là gồm một chiếc áo trễ vai đỏ chấm bi quá đẹp như thế này, phối hợp với một chiếc quần váy mà có lưới phía trước mọi người nha. Mọi người đã thấy cái váy như thế này chưa? Váy này là độc quyền bên shop nha. Váy có phần lưới ở trước nha. Rồi C1 nhanh tay nha. Và C1 chỉ bán 99.000 trong livestream nha. Nhớ là hai bộ bất kỳ sẽ áp dụng giá 99.000 mỗi bộ. Sau livestream mình chỉ chọn một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 nha mọi người nha. Ok, chúc chị Nguyễn Ngọc Hà C1. Chị ơi comment rõ địa chỉ giúp shop nha. Comment rõ là số nhà, tên đường đó, tên đường hoặc là thành phố nào hoặc là thôn của mình, xã, huyện, tỉnh nha. Comment rõ địa chỉ giúp em nha, chị Nguyễn Ngọc Hà nha. Chúc Trang Phạm C1 không phải đỡ chấm bi. Mọi người ơi, bán không bán rời áo cũng là 99.000, bán rời váy cũng 99.000. Nguyên combo sẽ áp dụng giá 99.000 khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream này nha. Mình không có bán rời mọi người nha. Chúc với Trang Phạm C1 ok nha. Nhanh tay comment C1 nha. Và C1 sau livestream sẽ trở về giá bao nhiêu đây mọi người ơi? 250.000 nha. C1 chỉ bán 99.000 trong thời gian livestream này diễn ra nha. Nhanh tay C1, còn ai C1 nữa thì comment giúp shop nha. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Các chị và các bạn ơi, 99.000 một combo mà áp dụng khi mua hai combo bất kỳ các chị và các bạn nha. 99.000 mỗi combo áp dụng khi mua hai combo bất kỳ các chị và các bạn tranh thủ mình chốt trong live. Còn qua live em sẽ không bán với giá này được các chị và các bạn nha. Rồi em chốt cho chị Hoa Lê Thị cho em địa chỉ ạ. Rồi các chị và các bạn nào mà chốt thì mình nhanh tay comment C1 số điện thoại và địa chỉ cho em. Cái bộ này mình cực kỳ tôn dáng luôn nên các chị và các bạn đừng lo về dáng nha, dưới 55kg là bên em ba vừa. Rồi chúc các chị lạc lõng C1 ok comment địa chỉ luôn giúp sắp nha. Các chị comment C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc các chị Diệp Trương C1 ok nha. Diệp Trương sắp có địa chỉ rồi nha. Chúc chị Diễm Nguyễn C1, chị Diễm Nguyễn comment địa chỉ luôn giúp sắp nha. Nhanh tay C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ 99.000 nha Tiên Tiên nha. Nếu mình chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream thì giá 99.000 một bộ nha. Kết thúc livestream mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Lên xếp quần và váy chờ xíu chị bạn Ngô Ngân nha. Rồi chúc cho Thiên Hình Nguyễn, dạ chúc cho chị Thiên Hình Nguyễn C1 comment địa chỉ giúp shop nha. Dạ ok chị Trang Phạm, cảm ơn Trang Phạm địa chỉ nha. Comment địa chỉ rõ giúp shop là thôn nào, xã nào, huyện nào, tỉnh nào mọi người nha. Hoặc là số nhà tên đường. Cảm ơn chị Ni Mô Lê. Em chúc với chị Ni Mô Lê C1 comment rất là rõ địa chỉ. Cảm ơn chị Ni Mô Lê nha. Rồi C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, còn ai muốn lấy với giá 99.000 một bộ gồm váy và áo và áp dụng 99.000 khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong live, tức là mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 khi chúng ta mua từ bộ thứ hai trở lên nha. Nếu chúng ta kết thúc livestream chỉ lấy một bộ thì mình sẽ có giá là 129.000 mọi người nha. Rồi C1 10 giây cuối cùng cho C1 nha. Và nhớ giúp shop là sau livestream sẽ là 250.000 nha. Shop chỉ bán giá 99.000 một bộ trong livestream nha, trong thời gian livestream diễn ra mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, trong thời gian livestream diễn ra, lúc em còn đứng đây thì mình mới có giá 99.000 mỗi bộ áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live thôi ạ. Còn nếu như em mà qua mẫu thì mình không còn giá này nữa các chị và các bạn ơi. Rồi 10 giây cuối cùng. 10 giây cuối cùng nha mọi người nha, 10 giây cuối cùng để chốt C1 chúng ta chuyển qua C2 nha. Chốt cho Ellie Nhi Nguyễn rồi, em thấy rồi nha, mình đã nốt lại của Ellie Nhi Nguyễn nốt rồi không? Rồi Ellie Nhi Nguyễn sắp nốt rồi nha. Các chị nhớ comment đầy đủ số điện thoại kèm địa chỉ, chị nào chưa có địa chỉ comment luôn giúp sắp nha. Tại vì sắp sẽ có hệ thống để lọc lại tất cả. Và sau livestream này tất cả sẽ được ẩn đi, nên là mọi người yên tâm nha. Rồi C1 chúng ta qua mẫu trong 5 giây cuối cùng. Qua mẫu sẽ trở về 250.000 mọi người giúp shop mua giúp shop với giá 250.000 sau khi qua mẫu mọi người nha. Ok nha, 55kg mặc được không ạ? Thiên Hình Nguyễn ơi, 55kg thì mình mặc khi mà shop gọi điện thì báo số ký nha. Để khi mà hàng này là dưới 55kg mặc được. Nhưng mà bạn nào có số ký đặc biệt thì nhớ inbox dặn shop nha, để shop cho có những cái ưu tiên cho mình nha chị nha. Rồi bây giờ mình đến với C2 đây mọi người ơi. C2 sẽ là một mẫu cực kỳ hot. Chị Thư, chị Thiên Hình Nguyễn ơi, nếu chị Thiên Hình Nguyễn chốt bộ này comment cho em C1 kèm số điện thoại thêm kèm địa chỉ ạ. Bây giờ mình đến với C2 nha, quá xuất sắc. C2 là nói chung là càng về sau càng đẹp. Ai mà chị nào bạn nào ngồi lại càng về sau thì hàng càng đẹp nha. Thử giới thiệu cho các chị C2 này em ơi. Mọi người ơi, đây là C2 nha mọi người nha. C2 đây là một chiếc áo trễ vai nha mọi người nha. Đây là nó cuốn một chiếc áo sơ mi bên trong mà nó có một cái
áo bên ngoài nha mọi người nha, chỉ vai rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Và kết hợp với lại một chân váy ren nha mọi người nha, có một cái chiếc có một cái miếng ren nha mọi người nha, cũng hộp cường rất là đẹp luôn mọi người. Đây là C2 nha. Đúng rồi. Hôm nay hãy comment cho em C2 ở số điện thoại nha mọi người nha. Rồi C2 kèm số điện thoại nha. Giới thiệu lại cho các chị biết nha, đây là một chiếc váy đó, chiếc váy body mà có phần ren ở trước nè, phần ren ở trước rất là xinh như thế này đó, và nó có đính hộp cườm luôn mọi người thấy không. Đây là hàng độc quyền bên shop nha, chỉ có siêu shop có mọi người nha. Đính hộp cườm nhìn rất là sang nha, phối hợp một chiếc áo trễ vai, có phía trong có phần một lớp yếm nhẹ như thế này, mọi người tin được không? 99.000. mọi người tin được không? Ở đâu một cái shop nào bán mà đẹp như thế này, mà hàng xịn như thế này mà 99.000 là chỉ có siêu shop có nha mọi người nha. Và 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream, và sau livestream thì mọi người mua vui lòng mua giúp shop với giá 250 mọi người nha. Sau livestream mua lại giúp shop với giá 250 nha. Rồi C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ có ship nha chị Nguyễn Hòa nha, em ship toàn quốc nha chị nha. Ship Hưng Yên hay ship ở đâu cũng ship hết nên mọi người yên tâm nha. Cứ comment là C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ là mình được chốt mã này nha. Chúc cho Lim Ly Lắc C2 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc với chị rồi hạt giấy C2 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc với chị Emano mã C2 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Dạ dưới 55kg mình đặt giúp shop nha các chị nha. 58kg thì mình chọn bộ khác nha. Dưới 55kg mọi người hãy đặt nha. Dạ chúc với chị Thắm Phạm mã C2 comment địa chỉ giúp shop nha chị Thắm Phạm nha. Em chúc với chị Diễm Nguyễn. Ok chị Diễm Nguyễn em thấy địa chỉ rồi. Cảm ơn chị Diễm Nguyễn nha. Chúc với chị Nguyễn Hòa. Ok chị Nguyễn Hòa comment địa chỉ giúp shop nha chị Nguyễn Hòa nha. Mọi người comment theo cú pháp là C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo quá hot như thế này nha. Áo trễ vai như thế này mà có một cái lớp yếm ở trong là cực kỳ hot. Mình phối một chân váy ren lưới như thế này, hàng đây là đặc quyền bên shop nha. Và 99.000 cũng là đặc quyền bên shop, chỉ có siêu shop mới bán được giá này mọi người nha. Và hàng rất đẹp nha, chứ không phải là hàng bán hàng nhão vải xấu mà đem đi bán, mọi người yên tâm nha. Đó, shop đang sâu người thật, việc thật, hàng thật cho mọi người nên là cứ yên tâm mà đặt hàng khi mình dưới 55kg nha. Comment giúp shop C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Chúc quý chị Lê Trần C2 comment địa chỉ giúp shop nha. Có bộ nào 58kg không? Dạ có nha chị Nam Đào nha. Một tí nữa em sẽ lên các cái bộ 58kg nha. Chị cứ ngồi kiên trì xem like nha. Chúc cho chị Ngọc Nhung Nguyễn C2 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Các chị comment theo cú pháp là C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nhớ là comment C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Đúng rồi, cả bộ 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn hai bộ bất kỳ trong like nha chị Huyền Nguyễn nha. Tức là mình chọn hai bộ bất kỳ trong cái livestream này, mình sẽ được mỗi bộ với giá là 99.000. Còn nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi thì giá sẽ là 129.000 nha. Dạ chúc cho Nguyễn Thành C2 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Nguyễn Thành C2 comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi chúc cho chị nào nữa đây, chị Nguyễn Ngọc Vân C2 comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người ơi, comment C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Dạ đúng rồi chị Diễm My nha, nguyên bộ luôn, đúng rồi nha. 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn hai bộ bất kỳ trong live. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ, giá sẽ là 129.000 nha. Mọi người ơi, hãy đọc cái caption mà sắp có ghim ấy, hoặc là cái bình luận mà sắp ghim lại đó. Tức là 99.000 một bộ gồm váy và áo khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong live. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ, giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Và không ở đâu mà bán cái giá như vậy, cũng như không ở đâu mà hàng đẹp như thế này mà bán giá 99.000, tại vì đây là hàng độc quyền bên shop mọi người nha. Chúc với chị Lê Trần C2 ok, em thấy địa chỉ của chị rồi nha, cảm ơn chị. Chúc với chị Nguyên Hòa C1 ok, chị Nguyễn Hòa nha, cảm ơn chị nha. Sắp ơi, rồi nhanh tay. Ủa em ơi, nói chung là mọi người ơi, có bạn hoặc chưa nhận được hàng thì nhớ inbox shop để shop kiểm tra cho nha, chứ mình comment ngoài đây là không có nhớ được shop, tại vì rất là nhiều đơn hàng mọi người. Nếu mình chưa nhận được hàng thì inbox shop giúp đi Tuyết Mai ơi. 57kg vừa không chị, dưới 55kg mọi người nha. Dưới 55kg hãy vô tư đặt nha. Giao đồ bằng Shopee hả? Dạ Diễm My ơi, giao bằng bưu điện nha. Shop không có bán đồ trên Shopee mọi người nha. Shop không có bán trên Shopee nha, nên là shop sẽ giao bằng bưu điện. Ship chỉ có 30 hoặc 35 ngàn nha. Không, đứng nó nói nè. Các chị và các bạn ơi, comment C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu mà lấy combo mà Thủy đang mặc các chị nha. Và nhớ 99.000 được áp dụng khi các chị mua hai combo bất kỳ trong live thì mỗi combo 99.000 à. Còn một combo duy nhất thì sẽ có giá là 129.000 các chị và các bạn nha. Dạ nếu mà
kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nha. Còn kết thúc live mình lấy được hai bộ bất kỳ, giá sẽ là 99.000 một bộ. 30 giây cuối cùng để cho bộ C2 này nha. Chúc cho Huyền Nguyễn một bộ C2 ok nha. Huyền Nguyễn ơi, nhớ chọn thêm một bộ nữa để được giá 99.000 mỗi bộ nha. Nhớ là nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thì giá là 129.000 nha. Mọi người hãy đọc kỹ cái ghim của shop nha để hiểu nha, chứ nhiều bạn hiểu nhầm là hai bộ tổng, hai bộ là cộng lại là 99.000 thì không phải nha. Tức là mình chọn từ bộ thứ hai trở lên thì mỗi bộ có giá là 99.000 một bộ nha. Còn kết thúc live mình lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000. Ok, Huyền Nguyễn sắp thấy rồi nha. Rồi bây giờ shop sẽ có bán chân váy trắng không? À đây là chân váy trắng nha, và shop không có bán rời mọi người nha. Đặc sản của shop đó là combo là gồm váy và áo. Váy và áo bán kèm luôn chỉ có 99.000. Rồi shop chốt cho Huyền Nguyễn bộ C2 shop chốt rồi em nha. Ủa 57kg hả? 57kg lận. Huyền Nguyễn ơi, 57kg hả? Huyền Nguyễn inbox cho shop nha, shop thì tư vấn những cái mẫu cho em mặc được nha. Ờ, Huyền Nguyễn inbox, nói chung là chị nào bạn nào có số ký mà trên 55kg mình inbox để shop tư vấn cho. Rồi ok, Võ Thanh Tuyền, chúc cái Võ Thanh Tuyền bộ C2 comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Võ Thanh Tuyền ơi, comment số điện thoại địa chỉ nha. Nón bao nhiêu? Dạ nón phía sau là 99.000 nha. Bây giờ shop sẽ qua mẫu C2 sẽ trở về giá gốc 250 trong 10 giây cuối cùng nha. C2 sẽ trở về giá 250 trong 10 giây nữa nha. C2 sẽ trở về giá 250.000 trong 10 giây cuối cùng để các chị và các bạn đặt nha. Không còn màu khác đâu chị Phan Thanh Tâm ơi. Nếu chị hài lòng với sự kết hợp của shop thì mình có thể chốt C2 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ à. Và các chị và các bạn ơi, 99.000 thôi. Thì các chị và các bạn mua bất kỳ hai combo, mua bất kỳ hai combo trong live thì mỗi combo 99.000. Còn nếu một combo duy nhất thì mình có giá 129.000 và em sẽ ship theo đường bưu điện toàn quốc mọi người nha. C2 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Dạ rồi bây giờ em sẽ qua mẫu. Em sẽ qua mẫu C3 cho chị và các bạn nha. C3 rồi em chúc cho chị Diễm My với C2 à, cho em địa chỉ à. Em cao 1m7 và nặng 61kg vừa nha Linh Phạm ơi. 61kg hả? 61kg là vừa ốm á. Linh Phạm hả? Không. 61kg là bà. 1m7 61kg ốm mà. 1m7 mà 61kg là ốm. Linh Phạm ơi, em inbox. Nói chung là những chị nào bạn nào có số kỳ trên 55kg á, thì mình inbox cho shop đi để shop tư vấn cái loại áo và váy cho mình vừa nha. Chứ còn những cái hàng này thì mình dưới 55kg là mình đặt là chắc nhất mọi người nha. Đó, còn chị nào bạn nào mà có số ký mà vượt quá 55 á, thì mình inbox shop đi để shop tư vấn cho rõ nha. Chứ không là mình phải hỏi rõ chiều cao, cân nặng với là chụp hình qua thì shop mới bán được. Để shop biết cái form của mình như thế nào mình shop mới bán nha. Chứ không phải là shop bán đại rồi về mặt không được thì shop không có làm như vậy được nha mọi người nhé. Nên là ai có số ký vượt quá thì inbox cho shop nha. Rồi dưới 55kg vô tư đặt nha. 55kg vô tư đặt bộ này nha. Bộ này mã là C3 nha, Hân giới thiệu cho các chị nha. Các chị và các bạn ơi, bộ này mã là C3. Các chị và các bạn nào mà tầm 50-60kg trở xuống thì mình có thể đặt bộ này các chị và các bạn nha. Vì bộ này là mình luôn khung nè, rất là thoải mái luôn. Rất là thoải mái cho các chị và các bạn nha. Và các chị và các bạn nào chốt ok Võ Thanh Tuyền nha, mình chốt C2 cho Võ Thanh Tuyền rồi ạ. Các chị và các bạn nào chốt bộ này thì nhanh tay comment giúp em mã là C3 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Rất xinh mọi người ơi, chỉ 99.000 nguyên một combo khi các bạn mua hai combo bất kỳ trong live. Và nếu mà mua một combo duy nhất thì mình sẽ có giá là 129.000 ạ. Mọi người ơi, giá sẽ là nếu mọi người chỉ lấy một bộ sau khi kết thúc live stream, giá sẽ là 129.000. Còn kết thúc live stream mình chọn được hai bộ bất kỳ, hai bộ trở lên, giá sẽ là 99.000 mỗi bộ mọi người nha. 99.000 một bộ mọi người nha, gồm áo và váy luôn nha. Rồi nhanh tay comment C3 nha, bán người mẫu bao nhiêu ký vậy? Dạ chị Lê Trần ơi, bé mẫu là cao 1m55, nặng 45kg chị Lê Trần nha. Nếu mà chị nào bạn nào dưới 55kg vô tư đặt hàng cho shop nha. Dưới 55kg thì cứ vô tư đặt nha. Chị nào trên 55kg thì inbox cho shop tư vấn kỹ cho mình nha. Đó, dưới 55kg thì cứ vô tư đặt nha. Rồi C3 nhanh tay nha, và giá gốc của bộ C3 là 250.000 nha. Luôn luôn là như vậy. Những combo bên shop là 250.000 và chị bán 99.000 khi chúng ta đặt ngoài like cũng như là chọn từ bộ thứ hai trở lên, giá mỗi bộ sẽ là 99.000. Giá 40kg là vô cùng đẹp nha, như Huyền Nguyễn nha, có quần trong nha. Đây là váy quần các chị. Đúng rồi. Quần giả váy nha. Đúng rồi, đây là quần váy. Các bạn nào cao hay là sợ mình bất tiện mặc váy thì tha hồ mặc. Đúng rồi.
cái quần này là quần giả váy nha, nó có quần trong thoải mái ngồi lên ngồi xuống như cái quần đùi, nhưng mà phía trước là váy đó mọi người ơi. Rồi chúc cái lệ hình C3 lệ hình comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Dạ ok, em thấy địa chỉ của Diễm My. Ok, cảm ơn chị Diễm My. Nhanh tay C3 nha, C3 sẽ trở về 250 trong một phút nữa thôi nha. Rồi chúc cho Tiến Vũ Quân C3 ok comment. Ok, sắp có địa chỉ rồi nha. Chúc chị Yến Nguyễn C3 ok, Yến Nguyễn comment địa chỉ giúp shop. Mọi người comment giúp shop C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Không có địa chỉ thì shop không có gửi hàng được, nên mọi người cố gắng cho sắp địa chỉ luôn nha. Tại vì hàng số lượng đơn mỗi ngày nó rất là nhiều, nên các chị vui lòng gọi là phiền các chị cho sắp địa chỉ luôn nha, trên livestream này luôn nha. Chúc các chị Như Huyền Nguyễn C3 và chúc cho Lệ Huỳnh C3 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Lệ Huỳnh nha, chị Như Huyền Nguyễn comment địa chỉ luôn giúp shop luôn nha. Chị Dương Thị Lệ, Lệ Thị Dương, Dương Thị Lệ có túi nha, túi là 99.000 luôn nha chị nha. Đâu nhở, rồi 99.000 áp dụng khi chọn từ bộ thứ hai trở lên, mỗi bộ sẽ có giá 99.000 mỗi bộ, bao gồm váy và áo nha. Rồi C3 là mã của bộ này nha, comment ngay giúp shop C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Shop gửi hàng cho Quỳnh Như rồi em nha. Em bóp em vẫn nha, em nhiều kỹ hơn. Em bao nhiêu kỹ Lệ Huỳnh ơi, chị Lệ Huỳnh ơi, em chúc bộ này là mình chưa nhớ 60 kỹ, mình bật mặt cũng vừa các chị và các bạn nha. Từ lưng này đến khuôn mọi người ơi. Lệ Huỳnh ơi, đúng rồi các bạn nha. Bộ này đặc biệt là 60 kỹ mặt vẫn được nha mọi người nha, dưới 60 kỹ mặt vẫn được nha, tại vì cái lưng thun này thoải mái lắm. Để em lấy hai cái nha chị, cái C2 nha chị. Ok Diễm My nha, sắp chúc cho Diễm My C2 rồi nha. Dạ chúc với chị An Phan C3 ok, An Phan comment địa chỉ giúp sắp luôn nha. Rồi em chưa nhận hàng, Quỳnh Như inbox cho sắp để sắp kiểm tra em nha. Mọi người chưa nhận hàng là inbox sắp kiểm tra hàng của mình đang ở đâu nha. Nhiều khi mình không nghe máy á, cô điện không giao được nha. Anh sợ ống quần thôi. Không em ơi, ống quần to mà, con to lắm. Các chị và các bạn ơi, ống quần rất là bự nha, nên các chị và các bạn đừng lo nha. Comment cho em C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Lệ Huỳnh vừa em ơi, yên tâm nha Lệ Huỳnh nha, bộ này thì vô từ vừa. Rồi C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúng ta chỉ còn 20 giây cuối cùng để đặt bộ này nha. Bộ này giá gốc là bao nhiêu Hân ơi? Bộ này giá gốc là 250.000. Nếu em qua mẫu thì mình sẽ chốt với giá 250.000 ạ. Các chị và các bạn nào chốt thì nhanh tay comment cho em là C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Một combo duy nhất. Nếu các chị mua hai combo bất kỳ trong line này thì có giá 99.000 mỗi combo các chị ơi. Và nếu các chị chỉ mua một combo duy nhất thì sẽ có giá 129.000 nha. Đúng rồi. Các chị và các bạn nhanh tay chốt giúp em nha. Rồi C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ là mã hàng để đặt bộ này nha. 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ. Nhanh tay chọn thêm bộ C3 này đi các chị ơi, cho mình đặt một túi vàng mình inbox rồi sắp. Dạ ok, chị Lệ Thị Dương comment địa chỉ ngay tại đây luôn nha. Chúc cho chị Dương Thị Lệ mã túi vàng ok chị nha. Rất là rẻ luôn, nói chung mua hàng bên shop là không ở đâu bán hàng như thế này mà giá 99.000 vải đẹp nha mọi người nha. Không phải bán ba cái hàng vải nhão nhẹt lên đem lên bán là mọi người yên tâm nha. Đó, hàng cực kỳ đẹp, đem sâu người thật, việc thật cho mọi người đó nha. Yên tâm khi đặt hàng bên shop nha. Dưới 5 bộ này là dưới 60kg mình đặt vẫn được nha. Bộ này nó rộng lắm. Chúc cho em con này và chúc cho Bắc Kisu. Cái gì vậy? Mình Bắc Kisu mình ghi rõ là giúp sắp nha. Mình lấy đồ hay lấy gì, nếu mà mình nói bậy là bị lóc đó. Nói chung mọi người đừng có nói bậy, nói thật là văn minh lịch sự nha. Đó, mình xem livestream mình văn minh lịch sự thì đó mới là gọi là nó vừa tạo niềm vui cho người bán mà vừa đúng văn hóa của cái người mua hàng của mình nha. Nên mình đừng có nói nó bậy nha. Rồi xong chưa mọi người ơi? C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. C3 kèm số điện thoại. Rồi chúng ta qua mẫu trong 5 giây cuối cùng hơn nha. 5 giây nữa chúng ta sẽ qua mẫu nha. Và bộ này sẽ trở về giá 250 nha. Bộ này rất là xinh luôn. 5 giây nữa em sẽ qua mẫu luôn mọi người ơi. Và các chị và các bạn ơi, nếu mà các chị và các bạn chưa chốt bộ này thì mình nên chốt bộ này đi vì rất là tiếc á. Tại vì bộ này rất là dễ mặc, rất là dễ phối đồ ạ. Và các chị và các bạn chốt cho em bằng cách là C3 comment C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ 99.000 một combo, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong line. Và nếu một combo duy nhất thì các chị và các bạn sẽ có giá 129.000 ạ. Rồi mình okay. nhanh tay comment cho em nha. Rồi okay, bây giờ qua mình sẽ qua mẫu để em qua mẫu nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu luôn mọi người nha. Rồi chúc chị Diễm Nguyễn thêm C3 ok chị Diễm Nguyễn nha, sắp chốt cho chị rồi nha. Bây giờ mình đến với C4 mọi người ơi. C4 là một sự kết hợp rất là xuất sắc. Mọi người có thấy cái áo hi này không? Cái áo hi này nó đang là mẫu hot hiện nay đó. Mẫu hi này đang là hot trend hiện nay, mọi người có thấy đang rần rần trên mạng xã hội mấy ngày nay áo hi đang là hot nha. Thủy xả cái form áo ra cho mọi người xem. Đây là một chiếc áo giả váy luôn nha. Nó là vừa là váy mà nó vừa là đầm mà vừa là áo mọi người thấy không? Rất phong cách, nhìn rất là street style nè. Phong cách rất là street style, trẻ trung, năng động. Đó là style của bộ này nha. Ai thích
sở hữu cho mình một phong cách năng động trẻ trung và mặc rất là mát. Cái vải này nó mềm mút mồ hôi đã lắm luôn, thì nhanh tay chọn cho mình cái bộ này trong mùa hè này nha, phối hợp giữa một chiếc quần đùi váy đó. Sao bây giờ quần đùi dạ váy nha, đây là quần đùi mọi người nha, quần đùi nhưng mà dạ váy này đó, mua không có ở đâu mà bán sốc như vậy hết. Quần đùi dạ váy với lại một cái áo chút tay như thế này 99.000, mọi người tin được không, 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá sẽ là 129.000, mọi người lưu ý giúp Sâm nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000, còn kết thúc live mình chọn từ bộ thứ hai trở lên giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha. Bộ này đang là hot trend nha, chút tay rồi ai lấy C4 comment ngay giúp Sâm, C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và bộ này hết hàng rất là nhanh nha, bộ này sắp mới về lại được ít thôi nha. Rồi C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Chúc với chị Lê Trần C4, ok chị Lê Trần comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc với chị Phạm Trang C4 comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc với chị Nga Mai C4 comment địa chỉ giúp sắp mọi người nha. Comment C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha, nhớ là C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc với chị Hà Nguyễn C4 kèm số điện thoại comment địa chỉ luôn giúp sắp nha. Chúc với chị Ngọc Nguyễn C4, ok comment địa chỉ giúp sắp nha. C4 này quá hot các chị ơi, C4 là siêu dễ thương luôn, thả cái áo ra cho các chị xem luôn nha. Bộ này mặc mùa hè là bao đẹp luôn. Và bộ này là nó kết hợp của cái gì, nó vừa là cái áo mà nó vừa là cái đầm luôn, mọi người làm đầm phía trong cũng được, mình mặc một cái quần đùi ngắn nó giấu quần như thế này cũng là như là đầm luôn nha mọi người nha. Quay đằng sau, ok quay đằng sau cho mọi người xem đó, đằng sau nó trơn, nó đơn giản như thế này. Đây là phong cách street style mọi người nha. C4 nha Thủy, mô tả cảm giác khi em mặc cái bộ này nha Thủy nha. C4 nha mọi người nha, mặc cái một chiếc áo này lên rất là thoải mái luôn nha mọi người nha. Một chiếc áo mà chúng ta có thể phối hai kiểu mặc nha mọi người nha. Một là chúng ta có thể đóng lại, hoặc là chúng ta có thể thả ra như thế này thành một chiếc váy nha mọi người nha. Rất là lợi luôn nha mọi người nha. Đúng rồi, rất là lợi nè, rất là thoải mái, đó là style của bộ này, đó là cái thoải mái của bộ này nha. Giá ship bình dương 30 hoặc 35.000 mọi người nha, tùy số lượng mình lấy nha. Mỗi bộ sẽ mỗi đơn hàng chỉ ship có 30 hoặc 35.000 và ship rất là rẻ mọi người yên tâm nha. Giá 99.000 là giá shop bên shop và shop chỉ bán trong thời gian livestream diễn ra. Và mọi người không có đi đâu mà tìm được một cái shop nào bán đồ như thế này mà giá 99.000 mà hàng rất là đẹp nha mọi người nha. Cho em xem chân váy phía sau với chân váy nào phía sau em. Đó có chân váy nào phía sau chân váy đúng không? Ok nha. Cái này là quần váy em nha, phía sau là quần đùi đó. Đây là quần váy nha, chứ không phải là chân váy, quần váy nha. Tức là phía trong nó là quần, phía ngoài mình tưởng là váy đó. Cái này, nói chung cái style này nó nhiều ứng dụng lắm. Nó muốn là cái gì nữa là, nó muốn là váy, nó lúc nó là váy, lúc nó là đầm, lúc nó là áo đó. Mua cái này và lời mọi người phối hợp được 4 trường hợp luôn nha. Rồi xong chưa, C4 nha. 10 giây cuối cùng để sở hữu C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nếu sau livestream thì bộ này sẽ là 250 nha. Và sắp chỉ bán giá sắp trong livestream, trong thời gian mà livestream diễn ra nha. C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha mọi người nha. Comment C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn muốn chốt bộ C4 này các chị và các bạn nha. Rồi C4 99.000 một combo thôi, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live. Rồi ok, em chốt cho chị Thùy Linh, em chốt cho chị Minh Hương Minh Hương cho em địa chỉ nha. Rồi nhanh tay nha, các chị hãy comment giúp sắp là C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha, nhớ là có địa chỉ luôn giúp sắp nha. Bây giờ sắp sẽ chuyển qua C5 nha. C5 sẽ được lên trong lên bây giờ luôn, không trong gì nữa. Rồi C5, đây là mã C5 mọi người nha. Đây các chị và các bạn ơi, mã C5 em mã C5 là mã em đang mặc với sự kết hợp của một áo sơ mi trắng sọc hồng và một chân váy đang dây hồng mọi người nha. Rất là xinh à, rất là xinh luôn các chị và các bạn ơi. Và nguyên một combo này từ 250.000 bây giờ chỉ có giá 99.000 và giá này được bán duy nhất trong live thôi mọi người nha. Khi còn live thì em mới bán giá 99.000 combo này thôi nha. Và áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live mình sẽ có giá 99.000 mỗi combo. Còn nếu các chị và các bạn thì chốt duy nhất một combo sẽ có giá là 129.000 à. Đúng rồi, đây là combo C5 mọi người nha. Mã của combo này là C5. Ai có sở hữu combo này 99.000 áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong live thì comment giúp shop là C5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Quay phía sau luôn nha. Đó, quay phía sau cho các chị và các bạn xem. Đó, đây là có phía sau nó có cái khoang nhỏ như thế này, nhìn nó rất là tinh tế nha. Cái áo của mình nó có xẻ nhẹ một đường ở phía sau, nhìn rất là tinh tế nha.
Xin 5 kèm số thoại kèm địa chỉ giúp shop nha mọi người nha. Cảm ơn feedback của Như Như nha. Em chốt cho chị Yến Cao à. Chị Yến Cao cho em địa chỉ à. Rồi Bạc Phấn Lê à. Ok Bạc Phấn Lê à. Rồi chị Tiết Lên. Tiết Lên Đăng. Ok Tiết Lên Đăng. Tiết Lên Đăng. Tiết Lên Đăng à. Chị Tiết Lên Đăng cho em địa chỉ luôn à. Rồi xin 5 kèm số thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha. Xin 5 kèm số thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. Với giá 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Và không nơi nào mà bán đồ mà quá sốc như thế này hết mọi người ơi. Mọi người công nhận là quá sốc không? 99.000 quá đẹp mà quá sốc. Các chị ơi, nguyên một combo này rất là xinh luôn à. 1m49, 43kg 3 vừa nha em ơi. 43kg 3 vừa à, tại vì mọi người ơi, dưới 55kg là mình 3 vừa nha. Dưới 55kg là mình 3 vừa các chị và các bạn nha. Dương Châu Long. Ok, em chốt cho chị Dương Châu Long mà. Em chốt cho chị Dương Châu Long. Rồi em sẽ chốt cho chị C1 và với C5 mà. À, rồi em chốt cho Baros à. Baros cho em địa chỉ à. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment địa chỉ nếu các chị và các bạn muốn sở hữu combo mà em đang mặc nha. Đúng rồi, combo này chỉ có 99.000 một combo. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live mọi người nha. Rồi ai muốn lấy C5 nữa thì nhanh tay comment giúp shop nha. C5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và shop chuẩn bị qua mẫu trong 30 giây nữa nha. Rồi shop sẽ qua mẫu trong 30 giây nữa. Một bộ 99.000. Một bộ 99.000 áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live mọi người nha. Hai combo bất kỳ trong live, mỗi combo sẽ có giá 99.000 à. Và các chị và các bạn chốt thì comment cho em mã C5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Qua mẫu là hàng vào kho rồi em ơi. Qua mẫu là, nói chung là nếu mà em muốn xem lại thì em có thể sau khi livestream này kết thúc á, em có thể xem lại nha Lệ Huỳnh nha. Chứ còn giờ là qua mẫu là hàng đã được lên kho với lại được sắp đơn vào đầy đủ cho các chị đã đặt hàng rồi nha. Nên là nếu mà muốn xem lại thì xem sau khi livestream này kết thúc nha. Còn qua mẫu nên là mọi người ưng mẫu nào là nhanh tay đặt mẫu đó nha. Bây giờ C5 còn 10 giây cuối cùng để chúng ta đặt C5 nha. Sau đó chúng ta sẽ chuyển qua C6 và chúng ta chỉ còn 5 mã hàng thôi trong livestream này. Các chị các bạn chưa đặt được bộ nào thì tranh thủ đặt nha. Nhớ là 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn hai bộ bất kỳ trong livestream mọi người nhé. Rồi 99.000 và em chuẩn bị qua mẫu trong 5 giây nữa rồi ạ. Rồi các chị và các bạn đặt thì comment cho em C5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rồi ok. Chị Hoàng Linh, ok chị Hoàng Linh nha. Chị Hoàng Linh cho em địa chỉ nha. Rồi ok chị Hoàng Linh ơi. Chị Hoàng Linh 1m56 mà 45kg thì vô tư vừa chị nha. Chị yên tâm khi đặt hàng bên shop nha. Nói chung là dưới 55kg thì cứ vô tư đặt nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua C6 mọi người nha. C6 đúng không? Chuyển qua C6 mọi người nha. C6 trời rất là xuất sắc luôn. C6 là sự phối hợp của một chiếc áo sơ mi vải won. Vải won rất là mềm luôn nè. Phải mọt won mọi người có thể thấy độ phồng của nó nè. Vải siêu mềm, rất là mát luôn. Trời mặc mấy cái này trong mùa hè mà thậm chí là mùa đông mình mặc nó cũng thoải mái luôn. Những cái chất vải nó trong thời trang bên shop là thời trang ứng dụng. Mặc là phải thoải mái chứ không kiểu là mặc mà sự nóng bức khó chịu thì shop không có bán. Nóng bức khó chịu thì mình mặc rất là, dù nó có đẹp đến đâu nhưng mà kiểu nóng bức khó chịu, vải mà nó cứng cứng thì rất là nó không có, gọi là mình đã mặc đồ thì nó phải thoải mái đúng không? Chứ shop không có bán cái kiểu vải cứng đâu nha mọi người nha. Đó, cái này là áo von mềm nè, phải mềm, có von mềm, có cái nền nhìn dễ thương quá. Họa tiết sọc caro ô vuông như thế này nè, nó tạo cho mình cảm giác người của mình đầy đặn hơn. Đó, nhìn người mình đầy đặn chứ không có bị gầy xương nha. Đó, ví dụ Thủy nè, Thủy cũng dáng rất là nhon nhưng nhìn Thủy mặc vào cái bộ này nhìn rất là sang, tròn trịa hơn. Đó, mình phối hợp với một chiếc chân váy tầng, có hai tầng như thế này, màu rất là nhẹ nhàng, màu xám. Cái đây là giống màu xám xi măng á mọi người ơi, màu xám kem á. Đó, màu này rất là xinh luôn, phối hợp vậy nhìn sang ơi là sang. Bộ này là cũng 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn hai bộ bất kỳ trong line nha. Và mã của bộ này là C5 nha mọi người nha. Sorry, C6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ shop nha. 39kg vô tư mặc vừa nha, Dương Thị Ngọc Trâm nha. 39kg nói chung hàng bên shop dưới 55kg vô tư đặt. Và bạn nào chị nào mà càng ốm thì mặc càng đẹp nha. Nói chung mình ốm thì mình dễ mặc đồ lắm. Mình chỉ sợ là mình tròn quá thì mình khó mặc thôi, chứ ốm rất là dễ nha. Đây là C6 nha, Thủy mô tả thêm cho các chị nha. C6 nha các chị nha, đây là một chiếc áo von nha mọi người nha. Mặc rất là thoải mái luôn nha mọi người nha. Nó rất là nhẹ nhàng luôn, mặc lên rất là nhẹ nhàng luôn nha mọi người nha. Rồi kết hợp với lại một chân váy nha mọi người nha. Một chân váy hai tầng nha mọi người, chân váy hai tầng rất là đẹp luôn nha mọi người nha. C6 nha mọi người ơi. Đúng rồi, C6 mọi người nha. Đây là mã C6 nha. Chị Hờ Dung, ok chị Hờ Dung comment địa chỉ số điện thoại giúp shop nha. Các chị đặt hàng phải có số điện thoại địa chỉ shop mới chốt được nha. Chứ mình đừng có đặt hàng mà mình không có cho số điện thoại địa chỉ thì shop không có chốt được. Nên là uổng công mình ngồi đặt, mình coi like mà mình không có được bộ nào thì rất là tiếc nha. Rồi ok, chốt cho chị Nguyễn Phương.
Phương Trinh C6, comment địa chỉ giúp shop nha. Có áo, bạn áo riêng không? Dạ chị Chi Huỳnh ơi, áo riêng cũng 99.000 nha. Váy riêng cũng 99.000, áo riêng cũng 99.000 các chị nha. Mua một combo là cũng 99.000, áo và váy cũng 99.000, rất là rẻ. Hãy mua combo để cho được giá sốc nhất nha. Và áp dụng khi chúng ta chọn hai combo trở lên nha. 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn hai combo trở lên. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Chúc các chị Ngọc Linh C6 comment địa chỉ giúp shop chị Ngọc Linh nha. Chúc cho Võ Thanh Tuyền C6, ok Võ Thanh Tuyền nha. Cho em xem mặt quần đen với, cho em xem mặt quần đen với. À quần đen hả, không có bán. Mọi người quần đen sắp đang ở cái bàn kế bên đang ngồi nói không có bán mọi người nha. Chúc các chị Diệp Phạm Minh C6 ok, sắp có địa chỉ của mình rồi nha. Chúc các chị Nguyễn Nhật Châu C6, Nguyễn Nhật Châu comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho Trần Thu Trang C6 comment địa chỉ giúp sắp nha mọi người nha. C6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, nhanh tay mọi người ơi, sắp hết mã này rồi nha. Nhanh tay comment C6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt mã mà Thủy đang mặc nha các chị và các bạn ơi. C6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Mã này rất là xinh luôn các chị và các bạn nha. Nên mình nhanh tay mình chốt là mình đảm bảo là rất là lời luôn á. Một chiếc áo và một chiếc chân váy như vậy rất là dễ mặc. Mấy chị công sở hay là mình đi dạo phố cũng rất là xinh luôn à. Đó, phong cách mọi người phối với trên nó dài nó ra phong cách vinh tiệc luôn. Đó, rất là dễ mặc nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua C7 nha. C7 sẽ được lên. Và mọi người ơi, nhanh tay nha, chúng ta chỉ còn 4 mã hàng trong hôm nay thôi, nhanh tay nha. Rồi các chị và các bạn ơi, cùng đến với mã hàng của em đang mặc mọi người nha. Một mã hàng của em như em đang mặc nha. Bao gồm một chiếc áo sơ mi trẻ vai cam và đi kèm với đó là một chiếc quần váy nha. Quần này là quần giả váy bèo rất là xinh các chị và các bạn ơi, cực kỳ xinh. Và cái quần váy này dành cho nguyên một combo này sẽ dành cho các chị và các bạn nào dưới 55kg dưới 55kg mình hẳn chốt combo này các chị và các bạn nha. Và các chị và các bạn nào chốt thì chỉ với giá 99.000 từ 250.000 còn 99.000 áp dụng khi các chị và các bạn mua hai combo bất kỳ trong live. Và mỗi combo sẽ có giá là 99.000. Và nếu các chị và các bạn tắt live duy nhất chỉ chọn được một combo thôi thì mình sẽ có giá là 129.000 nha. Và mình nhanh tay comment cho shop mã C7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Em chốt cho chị Tiên Lê mã C7 à. Rồi em ok Tiên Lê nha. Ở trên ở đâu? Rồi chúc các chị Tiên Lê mã C7 ok chị Tiên Lê nha. Nhớ là mình chọn một bộ thôi thì là 129.000 nha. Còn nếu mà kết thúc livestream mình lấy được hai bộ bất kỳ thì giá là 99.000 một bộ nha. Dạ chúc các chị Dương Thị Ngọc Tranh sắp thấy địa chỉ của mình luôn nè. Luôn nha. Ok chúc các chị C6 rồi nha. Chúc các chị Tiên Lê rồi nha. Em chúc các chị Hờ Dung C5 hồi nãy rồi nha. Ok chị Hờ Dung nha. Rồi nhớ là kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá sẽ là 129.000 nha. Còn kết thúc live mình chọn hai bộ trở lên thì mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 nha. Rất là rẻ nha. Xong chưa mọi người ơi, C6 xuất sắc quá, nhanh tay comment C6, C7 đi mọi người ơi, C7 rất là xuất sắc nha. C7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt là C7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi em chốt cho chị Ngọc Minh. Chị Ngọc Minh cho em địa chỉ à. Chị tủ đồ cũng cho em địa chỉ nha. Các chị và các bạn nhớ cho em địa chỉ nha. Đúng rồi, C7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. Rồi chị Dương Thị Lệ ok nha. Túi màu vàng ok chị Dương Thị Lệ nha, sắp thấy địa chỉ của mình rồi nha. Chị có chốt một cái túi màu vàng sắp thấy rồi nha. Chúc cho Võ Linh Linh C7 ok chị Võ Linh Linh nha. Nhớ comment thêm xã của mình là xã nào luôn chị Võ Linh Linh nha. C7 cho chị Võ Linh Linh ok nha. Bây giờ C7 nhanh tay mọi người ơi, C7 sẽ qua mẫu trong 10 giây cuối cùng. Và qua mẫu thì mọi người vui lòng đặt giúp shop với giá 250.000 nha mọi người nha. 250.000 là giá gốc và sẽ được bán sau khi livestream kết thúc nha mọi người nha. C7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn muốn chốt bộ em đang mặc các chị và các bạn nha. C7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn muốn chốt cái bộ mà không đang mặc nha. Rất là xinh luôn mọi người ơi, rất là xinh, nguyên combo như vậy rất là xinh luôn ạ. Mặc rất là thướt tha, rất là dễ thương luôn mọi người các chị và các bạn ơi. Rồi mình nhanh tay comment C7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt 99.000 một combo, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live các chị và các bạn nha. Hai combo bất kỳ trong live thì 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. Còn nếu mà mua một combo bất kỳ khi kết thúc live thôi thì mình nhanh tay thì mình sẽ có giá 129.000 ạ. Ok chị Võ Linh Linh nha, cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ chuyển qua mẫu C8 ngay bây giờ nha.
C8 là xinh ơi là xinh, gồm một chiếc áo form crop top với là chân váy tennis nha. Xinh ơi là xinh luôn, ai mà không đặt bộ C8 này là tiếc rồi. Bây giờ mình qua C8 mọi người nha. C7 đã qua và C7 đã trở về giá 250.000. Bây giờ mình đến với C8 mọi người nha. C8 sẽ có giá 99.000 áp dụng khi mình chọn từ bộ thứ hai trở lên nha. Nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá sẽ là 99.000 nha. Phải giới thiệu cho các chị nha. C8 nha các chị nha. Đây là một chiếc áo thun nha mọi người nha, một chiếc áo thun kiểu của rất tốt. Tại vì giờ em đóng thùng lại nha mọi người nha. Đây là một chiếc áo thun rất là đẹp luôn nha, sọc đỏ trắng nha mọi người nha. Kết hợp với lại một chân váy tennis rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Có quần ở bên trong nha mọi người nha, có quần ở bên trong nên là vừa yên tâm nha. Ai thích mua vậy hãy comment cho em là C8 là số điện thoại nha mọi người nha. C8 là số điện thoại nha, rất là đẹp luôn nha mọi người nha, rất là xinh luôn nha. Rồi C8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ngay và liền giúp shop nha mọi người nha. Bộ này xinh quá, cái áo form crop top mọi người nha. Mình serving cũng được, còn không mình thả ra cũng được nha. Áo form như thế này thì rất là dễ mặc nè và dễ phối đồ lắm, form một kiểu sọc như thế này á. Và cái chân váy tennis đen á, chân váy tennis mà màu đen á thì nó muôn đời là hot. Tại vì nó quá dễ phối đồ, tennis đen mặc thật ra độ tuổi nào mặc cũng được. Thậm chí là mình 30 mấy tuổi, chị nào 30 mấy tuổi mặc vẫn được tennis đen luôn. Quan trọng là mình phối như thế nào thôi. Còn nếu chị nào mua đồ về mà chưa biết phối như thế nào thì cứ inbox shop, shop sẽ tư vấn cho mọi người cách phối đồ nha. Còn cái sự phối hợp này nó quá dễ mặc và quá dễ thương nha. Cái áo này mình mua về mình phối cho quần jean nè, phối với chân váy ôm nè, thậm chí phối quần tây, phối cái gì cũng được, phối váy yếm cũng được. Phần tennis này thì vô trời là vô vàng kiểu phối luôn. C8 nhanh tay mọi người nha, C8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. C8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Ok, sắp chốt đây. Chúc cho chị tầm mấy ngày là nhận được hàng vậy. Và chị Dương Thị Lệ sắp sẽ gọi điện cho mình và sắp báo số ngày mình nhận nha. Chúc cho chị tự nha Khương. Ok, đây là bộ thứ hai của mình nha, sắp có địa chỉ của mình rồi nha. Chúc Hạnh Xuân Si gửi đồ em cho chị. Hạnh Xuân Si sắp gửi rồi nha. Chúc cho Hoàng Thiện C8 ok Hoàn Thiện nha. Chúc cho chị Mỹ Hoàng C8 ok chị Mỹ Hoàng nha. Chị ơi giờ em comment C4 nữa được không? Dương Thị Ngọc Trâm ok nha, sắp nốt cho Dương Thị Ngọc Trâm C4 rồi nha. Rồi sắp nốt cho Dương Thị Ngọc Trâm C4 là mình đã đủ hai bộ nha. Chị nào bạn nào nhớ là nếu mình chỉ lấy một bộ sau khi livestream kết thúc thì giá sẽ là 129.000 nha. Còn nếu mình chọn từ bộ thứ hai trở lên trong livestream thì giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha. Lấy áo ra cho em xem ok anh Lê nha, lấy áo ra cho bạn xem đồ đó. Áo form crop top mọi người nha, form crop top rất là dễ mặc nha. Áo này nó co giãn thoải mái lắm. Cái vải là vải thun gân mọi người nha, thun gân nha, vải thun gân. Và cái màu đỏ trắng như thế này nó nhìn nó tươi trẻ, nó mát mẻ, nó đúng phù hợp với mùa hè này như thế này nè. Cái màu này dễ phối đồ lắm mọi người yên tâm nha. Rồi C9 sắp lên rồi, C8 còn 10 giây cuối cùng nha. Nhanh tay đặt hàng C8 nha, 10 giây cuối cùng cho C8 nha. 10 giây cuối cùng để sở hữu C8 với giá 99.000 nha. Bây giờ mình sẽ qua C9 và sắp chỉ còn 3 mã hàng cuối cùng, các chị các bạn nhanh tay đặt hàng nha. Quần chị mặc ống rộng có không hả? Ống rộng vậy chị? À không, không có các chị ơi, đây là quần riêng của mình. Đây là quần của mình đang mặc. Rồi các chị và các bạn ơi, nguyên một combo C9 các chị và các bạn nha. Một chiếc áo sơ mi, bèo rất là xinh nào, một chiếc áo sơ mi bèo và có tay phối đen mọi người nha. Và phối đen ở một cái viền áo, ở cái viền áo thì rất là xinh các chị và các bạn ơi. Đi kèm với đó là một chân váy xám và đan dây rất là xinh. Nguyên một combo này rất là dễ mặc, rất là dễ kết hợp đồ. Các chị có thể kết hợp áo riêng với lại một chiếc quần, hoặc có thể kết hợp chiếc váy này với một chiếc áo thun, hoặc là một cái áo sơ mi như em đang kết hợp ạ. Nguyên một combo này từ 250.000 còn 99.000. Và các chị nhớ là mua trong live, và chị à, giá này mình chỉ áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live này thôi ạ. Mua hai combo bất kỳ trong live này thì mình sẽ có giá mỗi combo là 99.000. Và nếu chị chốt duy nhất một combo thì mình sẽ có giá 129.000 ạ. Đúng rồi, rồi nhanh tay comment giúp shop là C9 đi mà.
mọi người ơi. Đây là mã C9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và shop chỉ còn 3 mã hàng cuối cùng. Các chị và các bạn nhanh tay đặt hàng để được sở hữu combo với giá 99.000 nha. Toàn là hàng mới về và shop đa số là sâu. Còn những cái giờ đặc biệt toàn là các cái mẫu hàng đặc biệt, một mẫu hàng mới về thôi. Nên là tranh thủ đặt hàng trong cái lúc mà mình đang xem livestream mọi người nha. Và sau livestream thì vui lòng mua lại với shop với giá là 250.000 nha. Mua với shop với giá 250.000 sau khi livestream kết thúc mọi người nha. Chúc cho chị Lan Phan Thanh ok nha. Đây là mã hàng thứ hai của mình nha. Chúc cho chị C9 nha. Chúc cho chị Khả Hải Khánh C9 ok nha. Comment địa chỉ xuống địa chỉ giúp shop luôn nha. Có sách áo tay lỡ quần dạ váy không ạ? Ngô Ngân ơi, áo tay lỡ hả? Áo tay lỡ là gì? Áo thun quá hả em? Cuối lát cuối like có một set áo thun em vào xem nha, nhưng mà không phải quần dạ váy nha, sẽ là quần váy khác em nha. Nói chung là mình xem mình ưng cái set nào thì mình hãy lấy ngay set đó, tại vì đây là những set tuyển nhất của shop nha. Chứ giờ mọi người mà yêu cầu là phải là cái này cái kia thì shop sẽ cũng sẽ hơi khó để đáp ứng, tại vì mỗi set shop sẽ lên đa số là sẽ là sự phối hợp của các cái phong cách khác nhau để mọi người có nhiều sự lựa chọn. Nên là có thể mình ưng cái set này thì mình lấy set này, mình ưng cái set khác thì mình lấy set khác, xong mình về mình phối với cái đồ hiện tại có trong tủ đồ của mình cũng được nha. Nói chung là rất là dễ phối, mọi người cứ yên tâm nha. Nón đen đang mảng bao nhiêu ạ? À? Anh Lan ơi, nón đen đang mảng thôi giá 99.000 nha. Nón hoa quả là 99.000 các chị và các bạn nha. Còn nếu mũ nồi như cái chắc mũ nồi hay là chắc mũ lên thì có giá 120.000. Còn chắc vải thì chỉ có giá 99.000 thôi ạ. À. Chúc nón comment, nón giúp em ạ. À. Nón trái cây hoặc là nón lên giúp em nha. Bao nhiêu kỹ mặc vừa set này? 55 kỹ trở xuống mọi người ơi. Tất cả các set của siêu shop đa số là 55 kỹ trở xuống mọi người nha. Còn nếu set nào mà dưới 60 kỹ thì em sẽ báo cho mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt set này comment cho em mã là C9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Ok nha, bây giờ C9 ok chị nha. Em thấy địa chỉ của chị Hải Khánh rồi nha. Và nhớ là C9 sẽ qua mẫu trong 5 giây cuối cùng. Và shop chỉ còn 2 mã hàng cuối cùng thôi. Các chị các bạn nhanh tay đặt nha. Chị nào vào trễ thì mình cứ đặt. Sau livestream mình xem lại like, mình ưng bộ nào mình chụp một bộ nữa thì vẫn được tính nha. Và mọi người ơi, giờ mấy giờ bé? 6 giờ sắp sẽ còn một like nữa, mọi người nhớ vào đón xem nha. 6 giờ sắp sẽ còn một like nữa, mọi người nhớ vào đón xem nha. Các chị và các bạn ơi, C9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt bộ của em sẽ qua bộ trong 10 giây nữa ạ. Qua combo này trong 10 giây nữa các chị và các bạn nha. Rồi qua luôn. Mọi người ơi, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua mẫu C10 nha mọi người nha. Bây giờ ta sẽ qua C10. Đây là một chiếc áo sơ mi nha mọi người nha. Một chiếc áo sơ mi sọc rất là đẹp luôn. Ở bên này là sọc đúng, bên này sọc ngang nha mọi người, rất là đẹp luôn. Kết hợp với lại một chân váy nha mọi người nha. Một chân váy quần nha mọi người nha. Bên trong nó có một cái quần lót ở bên trong nha mọi người nha. Kết hợp với lại một cái nơ nha, có một cái nơ rất là đẹp luôn. Đây là mã C10 nha mọi người nha. Ai thích mẫu này thì hãy comment giúp em là C10 và số điện thoại nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. C10 mọi người ơi nha. C10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Đó là sự phối hợp của một chiếc áo sọc nha. Áo sọc như thế này thì không bao giờ là lỗi mốt hết. Cái phong cách mà sọc đen như thế này, chân váy 35kg vừa luôn nha Lan Anh nha. Chân váy này nó có cái dây thắt lưng mọi người để không? Mọi người có thể thắt theo cái vòng eo của mình, nó rất là thoải mái. Và shop chỉ còn 2 mã hàng nữa, nhanh tay đặt hàng nha các chị và các bạn ơi. Nhanh tay comment C10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, một phong cách nhìn rất là thanh lịch nha. C10 là phong cách thanh lịch. Rồi chúc cho chị cáo tình C10 nha. Ok, chị sẽ cáo tình nha. C10 để cáo tình là khách quen của shop ok nha. Rồi nhanh tay comment C10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và shop còn 2 mã hàng nữa thôi. Chị nào mà mình vào trễ á thì mình có thể cứ đặt, rồi sau livestream mình tắt á, mình có thể xem lại, mình chọn thêm một bộ nữa nha. Hai bộ bất kỳ sẽ tính giá là 99.000 mỗi bộ nha mọi người nha. C10 nhanh tay nha. C10 nha các chị ơi, ai thích mẫu này hãy nhanh tay comment giúp em C10 nha các chị nha. Rất là đẹp luôn. Em chỉ còn 2 mẫu nữa thôi, em sẽ kết thúc livestream rồi. Cho nên là mọi người hãy nhanh tay comment giúp em là C10 với số điện thoại nha mọi người nha. Rất là xinh luôn các chị ơi. Rất là đẹp luôn các chị nha. C10 nha các chị nha. C10 với số điện thoại giúp em nha các chị nha. C10 kèm số điện thoại và sắp chỉ còn 2 mã hàng nữa thôi. Chúng ta đợi một tí nha. Sắp sẽ lên 2 mã hàng cuối cùng. Và nhớ là chị nào vào trễ thì cứ xem rồi đặt nha. Rồi sau livestream mình có thể xem lại, rồi mình chọn thêm một bộ nữa vẫn được tính nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua C11 luôn nha. Kéo áo ra. Ok chị Đoàn Thị Kim Dung nha. Em sẽ kéo áo ra cho chị xem nha. Đó, áo phông rộng dễ mặc lắm chị ơi. Dưới 55kg vô tư đặt bộ này nha. Xinh chưa Hưng? C11
C10 nha các chị nha. Ai thích mẫu này hãy nhanh tay rồi hai mẫu cùng nha. Comment C10 càng số điện thoại càng địa chỉ nha các bạn, chốt mã của Thủy nha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục qua mã các chị nha. Rồi các chị và các bạn ơi, mình tiếp tục qua mã nha. Em vô tay cái mã cuối đây. À các chị và các bạn ơi, nguyên một set như em đang mặc rất là xinh nè. Em sẽ giới thiệu cho các chị và các bạn nha. Một chiếc áo xám tay dài. Một chiếc áo xám tay dài đi kèm với đó là một đầu, chiếc đầu. Chân vẫy bò rất là xinh nè, chân vẫy bò nhịp rất là xinh. Một chiếc áo xám sống eo các chị nha. Vừa rồi em cầm mặt. Áo xám này là kiểu sống eo nha. Và form crop top rất là đẹp. Và đi kèm với đó là một cái vẫy bò. Và nguyên một cái set như vậy mình sẽ có giá từ 250.000 còn có giá là 99.000 99.000 các chị và các bạn nha. Nếu mà các chị và các bạn nào chốt hai combo bất kỳ thì mình sẽ có giá 99.000 trên mỗi combo các chị và các bạn nha. Rồi nếu mà chốt chỉ duy nhất một combo trong line sẽ có giá 129.000 các chị và các bạn. Comment cho em C11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ C11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Em mua áo không được không? Tại chị lớn tuổi không mặc váy hồng. Chị mua chị có thể cho người khác chuyển cho người khác mà. Chị Đăng Thị Kim Dung ơi, tại vì em áp dụng cái đó trong line, cái giá đó trong line, nếu mà mình mua về mình không mặc được mình có thể là cho người thân mặc cũng được chị nha. Rồi em chốt cho chị Lê Thị Minh Hoàng cho em địa chỉ và mua áo riêng thì giá bao nhiêu Áo riêng thì cũng 99.000 các chị và các bạn nha. Áo riêng thì cũng là 99.000 nha. Rồi em lấy hai set C11 ok Tấn Cáo Tình nha, cho mình địa chỉ. 99.000 một bộ áp dụng khi mua hai combo bất kỳ Em mua áo sọc đen được không em? Chị mua áo sọc đen được không em? Dạ được chị nha. Nếu chị mua một áo thì vẫn tính giá là 99.000 chị Kim Dung nha. Còn nếu chị lấy một bộ sau khi kết thúc livestream chị lấy một bộ thì giá là 129.000 nha. Ok chị Kim Dung, nếu chị muốn lấy áo sọc đen thì chị ok cho shop chị nha. Em sẽ chốt cho chị với giá 99.000 cái áo đó nha. Rồi xong chưa mọi người? Ok, chốt cho chị Cáo Tình hai bộ này luôn nha. C11 và mọi người chờ C12 ra luôn nha. Hai mã cuối cùng của livestream này mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, hai mã cuối cùng của livestream này nha. Và các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt luôn à. Rất là xinh các chị và các bạn nha. Rất là xinh luôn. Đây một chiếc áo sơ mi và kết hợp một chân vẫy bò. Rồi, em chốt cho chị Đăng Thị Kim Dung một áo sọc đen luôn ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment C11 kèm số điện thoại cho rồi giới thiệu C12 luôn em nha. Rồi C12 là một combo bao gồm một áo trắng sọc đen và đi kèm với đó là một chân vẫy bèo rất là xinh một chân vẫy bèo đỏ rất là xinh luôn các chị và các bạn nha. Nguyên một combo của Thủy đang mặc chỉ có giá từ 250.000 trong line này thì em chỉ mới bán với giá là 99.000 và áp dụng khi mua hai combo bất kỳ, mỗi combo sẽ có giá 99.000 và các chị nào mua chốt duy nhất một combo sẽ có giá 129.000 Rồi các chị và các bạn các chị và các bạn chốt thì cho em C12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Đúng chốt rồi. Comment cho em C12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ chị Đăng Thị Kim Dung comment luôn địa chỉ giúp em chị nhé. Cảm ơn chị nhiều. Rồi đây là C12 và đây là C11, hai mẫu cuối cùng của hôm nay. Các chị nào mà chưa đặt hàng nữa thì nhanh tay đặt nha. Và nếu mà chị nào giờ này mới vào xem thì mình cứ đặt hàng. Sau đây stream mình có thể tắt mình xem lại. Ân bộ nào nữa thì mình có thể chọn thêm một bộ nữa vẫn được nha mọi người nha. Và 6:30 thì sắp còn một like nữa nên các chị có thể vào xem nha. Xem like tiếp theo vào lúc 6:30 mọi người nha. Dạ ok chị Tiên Lê C11 cảm ơn chị Tiên Lê nha. C12 tháo ra. Dạ ok chị Kim Dung tháo áo C12 cho chị xem. Chị Kim Dung ơi, áo này form dễ mặc lắm. Form theo kiểu form suông nên rất là dễ mặc. Chị vô tư mà đặt nha chị nhá. Nói chung dưới 55kg thì cứ hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng các chị và các bạn nha. Cái form sọc như thế này sẽ tạo cho mình cảm giác mình thon gọn người hơn. Và cái màu như thế này nhìn rất là sáng da luôn. Và nó mình dễ phối đồ lắm. Đối với kiểu trắng mà sọc như thế này rất là dễ phối đồ các chị nha. Dạ C11 và C12 chúng ta chỉ còn 1 phút nữa là livestream kết thúc rồi. Các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nhé. C11 và C12 còn vài giây nữa là qua mẫu rồi. Và tắt like luôn mọi người ơi. Nên mình tranh thủ đặt hàng C11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc C12 như bộ Thủy đang mặc kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt nha.
Rồi bây giờ hai mã cuối cùng để em tắt like rồi các chị và các bạn nha. Dạ hết rồi. Đây là hai mã cuối cùng trong livestream này các chị nha. C11 và C12 nha. C11 là bộ tay dài mà Hân đang mang. C12 là bộ của Thủy đang mang tay ngắn nha. Rồi C11 và C12. 30 giây cuối cùng em sẽ tắt like nha. Chị nào chưa đặt thì tranh thủ đặt nha để được giá 99 ngàn trong like nha. Sau livestream em sẽ bán lại với giá là 250 ngàn nha mọi người nha. Sau livestream sẽ là 250 ngàn mọi người nha. Sau livestream sẽ là 250 ngàn các chị và các bạn nha. Ok, xong chưa mọi người ơi? Còn ai có nhắn nhủ gì với shop, ai có yêu cầu gì nữa thì comment giúp shop luôn nha. Ai còn nhắn nhủ gì không thì comment giúp shop mọi người nhé. Và nhớ là ở live tiếp theo của shop là 6 giờ rưỡi nha. Và đó cũng là live cuối cùng trong hôm nay. Nên các chị và các bạn nhớ đón xem nha. 6:30 mọi người nhé. Rồi, và live cuối cùng của ngày hôm nay vào lúc 6:30. Các chị và các bạn nhớ quay lại để đón xem cùng với xin shop để săn tiếp những cái bộ 99.000 rất là xinh như vậy nha. Và các chị và các bạn nào mới săn được một bộ thì mình nha, thì mình 6:30 mình quay trở lại mình săn bộ thứ hai nha, để được giá 99.000 bộ combo các chị và các bạn nha. Rồi bây giờ em sẽ tắt like để tạm biệt các chị và các bạn 10 giây. À, em lại xếp thật mặt. À, Quỳnh Như ơi, em cho lại chị số điện thoại nha. Khách quen hả? Có cần lấy số điện thoại không? À, không cần. Ok Quỳnh Như nha, em nhớ inbox shop để shop kiểm tra cái mã hàng nha. Em nhớ inbox shop Quỳnh Như nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và bây giờ mình tạm thời kết thúc livestream tại đây. Hẹn mọi người vào livestream 6:30 nha. Đó cũng là livestream cuối cùng trong ngày nha. Tạm biệt các chị và các bạn à. Nhớ mọi người nhớ vào 6:30 đón xem siêu shop nữa nha.